Hi, chào mọi người. Như phần trước đã giới thiệu thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách loại bỏ logo của ứng dụng TimeMaster. Những bạn nào mà sử dụng phần mềm miễn phí á, thì thường sẽ xuất hiện logo ở phía trên, sẽ làm ảnh hưởng tới cái mỹ quan của cái video của mình. Chứ thật ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vậy làm thế nào để chúng ta loại bỏ nó đi mà không cần phải trả phí? Các bạn có thể vào CH Play hoặc là App Store để tải cái ứng dụng Insert này. Thì ngoài cái việc mà loại bỏ cái logo đi á, thì ứng dụng này á, nó cũng sẽ có rất nhiều chức năng để mình chỉnh sửa cái video của mình được hoàn thiện hơn. Đây là giao diện của ứng dụng Insert. Các bạn vào App Store và gõ chữ Insert thì nó sẽ hiển thị ha. Ứng dụng này thì mình đã có sẵn rồi, còn bạn nào chưa có thì nên tải về để sử dụng ha. Bây giờ các bạn mở ứng dụng Insert ra và click vào cái phần video. Sau đó vào New và chọn cái video mà mình cần cắt bỏ cái logo. Ở đây thì mình đã có cái video mà mình đã chỉnh sửa trên phần mềm KineMaster. Các bạn có thể chọn một hoặc là nhiều video cùng một lúc để mình chỉnh sửa luôn cũng được. Các bạn click vào Canvas, chọn Zoom. Sau đó chúng ta dùng hai ngón tay để phóng to cái đoạn video mà mình muốn chỉnh sửa lên. Như vậy là chúng ta đã loại bỏ được logo của ứng dụng. Sau khi hoàn tất việc loại bỏ logo thì chúng ta nên tua qua để xem lại cái đoạn video của mình đã ok hay là chưa. Chúng ta có thể sử dụng ứng dụng Insert để hoàn tất các bước còn lại. Các bạn bấm vào dấu cộng và tải thêm một số hình ảnh hoặc video khác để mình tiếp tục xử lý luôn ha. Và giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước cơ bản để xử lý cái đoạn video ở trên cái ứng dụng Insert này. Các bạn có thể chọn nhiều hình ảnh hoặc video để mình xử lý một lần. Khi mình chọn một lần nhiều hình ảnh á, thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn. Bây giờ các bạn nhấn giữ vào một hình ảnh bất kỳ để mình sắp xếp lại cái layout và chỉnh sửa transition. Trên màn hình á, thì xuất hiện hai cái điểm khuyết hai bên. Chúng ta tiếp tục zoom nó lên để lấp đầy cái khoảng khuyết đó. Khi mà zoom lên á, thì đồng nghĩa với việc là cái video của mình sẽ bị phóng to lên. Chúng ta tiếp tục chỉnh sửa phần còn lại. Sau khi hoàn tất, các bạn nhớ xem kỹ trước khi save về nhé. Và sau đây mời các bạn xem qua đoạn video mà mình đã chỉnh sửa.